Thưa quý vị và các bạn, một mùa sầu riêng nữa đang bắt đầu tại Đắk Lắk, trong khi nhiều vùng trồng khác đã đi qua mùa vụ chính. Có lẽ vì thế mà mọi sự quan tâm về sầu riêng đang hướng về Đắk Lắk. Thời điểm này khi sầu riêng đang gần về chính vụ, rất nhiều thông tin liên quan trên các diễn đàn. Ngay sau đây là góc nhìn của 24 giờ cùng DRT về sầu riêng Đắk Lắk. Đắk Lắk hiện có 32.785 hecta sầu riêng, sản lượng đạt 281.350 tấn. Toàn tỉnh có 23 cơ sở đóng gói và 68 vùng trồng tổng đã được cấp mã số phục vụ xuất khẩu. Đắk Lắk đã có 2 huyện được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là sầu riêng Krông Pách và sầu riêng Chư Mờ Ga. Có 2 huyện đang xây dựng đề án và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là Krông Búc và E Hờ Leo. Đây chính là nền tảng cơ sở để các doanh nghiệp triển khai thu mua đáp ứng theo yêu cầu thị trường. Số các những cái vùng mà nông dân có các canh tác tốt thì vẫn đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên là cũng sẽ có một số vùng mà nông dân cũng sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều hoặc là không đúng theo quy trình thì cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm rất là lớn. Đến thời điểm này, một số giống sầu riêng Đắk Lắk đã bắt đầu chín và có mặt trên thị trường, song chính vụ phải hơn một tháng nữa. Như thường lệ, các doanh nghiệp, cơ sở đóng gói đang tập trung đánh giá vùng trồng, triển khai thu mua. Cùng với lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu tạo cho sầu riêng Đắk Lắk có hương vị đặc trưng được yêu thích, sầu riêng Đắk Lắk đã nhanh chóng được tổ chức sản xuất với sự liên kết của nhiều nông hộ hình thành nên các tổ sản xuất, hợp tác xã sản xuất sầu riêng hợp tác cùng doanh nghiệp trong việc triển khai sản xuất và thu mua nên các yếu tố về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, vân vân ngày càng được triển khai tốt hơn, chặt chẽ hơn. Làm sao để cái vườn cây mà đạt cái tỷ lệ ví dụ như là 82 da xanh, da nhím, làm sao cho nó đẹp. Cái thứ hai nữa là cái người ta kiểu quan tâm kiểm soát, đó là ví dụ như là chất lượng, màu sắc. Màu sắc không phải là màu sắc ngoài vỏ, nó là màu sắc trong múi. Rồi là độ đường, thì độ đường nó phải liên quan đến là cái độ tuổi thu hoạch. Từ những cái đó nó mới dẫn đến là cái kết quả cuối cùng khi hàng hóa ta xuất khẩu đi nó mới yên tâm. Năm 2024, dự kiến diện tích sầu riêng của cả nước khoảng 150.000 hecta, sản lượng dự kiến sẽ đạt 1,5 triệu tấn. Với trên 32.000 hecta sầu riêng, Đắk Lắk đã vượt lên dẫn đầu về diện tích sản lượng của cả nước. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu sầu riêng lớn nhất thế giới. Dù mới chỉ chính thức gia nhập thị trường này 2 năm, nhưng sầu riêng Đắk Lắk đã tạo được bước tiến lớn tại thị trường 1,4 tỷ dân này, một mặt bởi lợi thế về hương vị, chất lượng riêng biệt vốn có, cùng với đó là việc tuân thủ các yêu cầu quy định về kiểm soát chất lượng. Có thể nói, đến nay sầu riêng đã là sản phẩm có chuyển biến nhanh trong việc quản lý chất lượng, xây dựng vùng trồng, xây dựng thương hiệu, v.v. khi thị trường có nhu cầu. Tuy nhiên, cùng với nhu cầu ngày càng cao trên thị trường, vẫn rất nhiều việc cần phải làm cho quả sầu riêng. Quản lý chất lượng sầu riêng tiếp tục là vấn đề mà cơ quan chức năng đang chú trọng khuyến cáo, kiểm soát doanh nghiệp, nông dân đang nỗ lực thực hiện ngay tại các vùng sản xuất hiện nay. Này từ bên này sang bên kia 500 mét, hoàn toàn đá, một cái công trường không có một tí đất nào. Đến đây thì thời lượng của chương trình 24 giờ cùng DRT đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk trong bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 7 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý sau. Ngang nhiên điều khiển phương tiện vào dự án đường đang thi công. Đẩy mạnh xây dựng mã số vùng trồng hướng đến nền nông nghiệp bền vững. Hiệu quả hoạt động tổ truyền thông cộng đồng. Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác với Belarus và Iran. Peru và Ecuador hợp tác an ninh và dầu mỏ.
Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Quynh đã tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tại lễ ra mắt, Công an huyện Chư Quynh đã thông tin về luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự và chế độ hỗ trợ bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết thi hành luật. Trên cơ sở đó, huyện Chư Quynh đã thành lập 102 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 328 thành viên. Đây là cánh tay nối dài của lực lượng công an, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở trên địa bàn huyện. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Madarak đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện Madarak đã có những chuyển biến tích cực. Hội đã phối hợp xây dựng được 152 công trình phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, trao tặng 9.545 suất quà, 350 học bổng với tổng giá trị khoảng 7 tỷ đồng, phối hợp tổ chức 10 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút trên 3.900 hội viên thanh niên tham gia, thu về gần 2.700 đơn vị máu, tổ chức 10 chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 3.900 người dân, hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp, 8 phiên tư vấn, giới thiệu việc làm và 12 chương trình tư vấn hướng nghiệp, xuất khẩu lao động cho 6.400 lượt học sinh thanh niên. Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện phấn đấu mỗi hội cấp xã, thị trấn xây dựng ít nhất một mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế, hỗ trợ ít nhất 3 đề án khởi nghiệp. Hàng năm, tuyên truyền vận động hiến máu ít nhất 400-500 đơn vị máu và khám bệnh, phát thuốc cho trên 500 người dân. Đại hội đã hiệp thương 25 đại biểu tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Madarak khóa 9 và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Hội cựu chiến binh huyện Buôn Đôn đã tổ chức Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 6 giai đoạn 2019-2024. Hội cựu chiến binh huyện Buôn Đôn hiện có 1.987 hội viên. Trong 5 năm qua, hội đã vận động cán bộ hội viên hiến 10.490 m2 đất, đóng góp 2.085 ngày công lao động và gần 2 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên nghèo với tổng số tiền 100 triệu đồng. Trao 21 con bò sinh sản với tổng số tiền hơn 290 triệu đồng. Các cơ sở hội đã vận động xây dựng được quỹ hội được hơn 4,2 tỷ đồng, xây dựng quỹ khuyến học được 108 triệu đồng, nhận ủy thác cho hội viên vay với tổng dư nợ hơn 82 tỷ đồng. Từ các hoạt động trên đã giúp 57 hội viên thoát nghèo. Giai đoạn 2024-2029, Hội cựu chiến binh huyện Buôn Đôn tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn các phong trào thi đua yêu nước của hội với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công an huyện Chư Mờ Ga đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Chư Xuê bàn giao 9 căn nhà cho hộ nghèo theo đề án của Bộ Công an về xây dựng hỗ trợ 1.200 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk. Tính đến nay, Công an huyện Chư Mờ Ga đã xây dựng xong và bàn giao 32 căn nhà cho các hộ nghèo đưa vào sử dụng. Mỗi căn nhà có trị giá 80 triệu đồng do Bộ Công an, tỉnh Đắk Lắk và huyện Chư Mờ Ga vận động hỗ trợ cùng sự đóng góp ngày công lao động của các đoàn thể ở địa phương. Thực hiện đề án của Bộ Công an, huyện Chư Mờ Ga được giao chỉ tiêu xây dựng 81 căn nhà cho hộ nghèo. Hiện Công an huyện đang khẩn trương tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng những căn nhà còn lại, bảo đảm kịp bàn giao, trao tặng cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trước tháng 10 năm 2024. Tại dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, nhà thầu đang trong quá trình thi công nhưng bất chấp biển cấm, người dân vẫn ngang nhiên điều khiển phương tiện đi vào khu vực dự án, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tại nút giao giữa quốc lộ 27 với đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, đơn vị thi công đã đặt biển cấm tất cả các loại phương tiện vào khu vực công trường. Tuy nhiên, theo quan sát, nhiều phương tiện là xe máy, ô tô, xe công nông, có cả xe ô tô tập lái vẫn ngang nhiên lưu thông vào. Điều đáng nói, đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột vẫn đang trong quá trình thi công, nhiều hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện như hệ thống biển báo giao thông, đèn chiếu sáng. Một số đoạn đường đang thi công đã được rải nhựa nên nhiều phương tiện chạy với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Theo Bộ Giao thông Vận tải, khi dự án xây dựng công trình đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì công trình đường bộ cho đến khi bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình đường bộ.
Như vậy, nếu đoạn đường nói trên chưa hoàn thiện và chưa bàn giao, thì chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải có trách nhiệm rào chắn để ngăn cản các phương tiện lưu thông vào đoạn đường này. Thưa quý vị và các bạn, xác định mã số vùng trồng mang lại nhiều lợi ích cho nông dân. Thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Chư Mờ Ga đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thực hiện các tiêu chuẩn về điều kiện canh tác để được cấp mã số vùng trồng. Gia đình ông Mai Văn Ngọc ở Buôn Dốc, xã Ehờ Đinh, huyện Chư Mờ Ga có 5 hectare sầu riêng. Năm 2023, gia đình ông đã thu được gần 35 tấn quả. Năm nay, nhờ có kinh nghiệm và chăm sóc đúng kỹ thuật nên gia đình ông Ngọc dự kiến thu được trên 40 tấn. Mới đây, hơn 30 hectare của gia đình ông và gần 10 hộ trong vùng vừa được cấp mã vùng trồng. Về cái mã vùng trồng ấy, thì người dân rất là ưu đãi. Vì sao? Nó đúng dân thì cũng chưa có vấn đề gì mà bên mã vùng trồng hết. Trước mắt là kê khe hết, thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là dân muốn là công ty đã vô mỏ vùng trồng thì dù xấu dù đẹp chi, hòn xấu hòn đẹp chi thì công ty đều vớt cho dân hết. Cũng ở Buôn Dốc, gia đình anh Nguyễn Văn Hải có hơn 5 hectare sầu riêng vừa được cấp mã vùng trồng. Để được cấp mã số vùng trồng, quá trình sản xuất cần bảo đảm đúng quy trình kiểm soát được sinh vật gây hại ở mức độ thấp, áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp, có sổ, nhật ký, đồng ruộng, ghi chép đầy đủ mọi tác động lên cây trồng trong một vụ sản xuất và được cấp phép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của nước nhập khẩu. Vài năm trước thì theo canh tác thì canh tác theo kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm thôi, ví dụ như với trao đổi giữa người nông dân này với người nông dân kia thôi. Phân thuốc thì sử dụng chứ cũng không đúng theo mà so với mà cái mình vô một cái mà cái lấy mà vùng trồng á thì nó có một cái nó hay hơn. Như phân thuốc mình sử dụng nó hợp lý hơn. Xã Ehờ Đinh hiện có hơn 348 hectare cây ăn quả, trong đó diện tích đang trong giai đoạn kinh doanh trên 226 hectare. Đến nay, xã đã được cấp 2 mã vùng trồng với diện tích khoảng 53 hectare. Đây cũng là xã được cấp mã vùng trồng nhiều nhất của huyện Chư Mờ Ga. Về phía địa phương thì vẫn tiếp tục là hướng dẫn cho bà con rồi là tuyên truyền cái công tác mà trong cái sản xuất nông nghiệp mà cái mã vùng trồng sầu riêng để mà tiếp tục là đăng ký rồi là cùng với lại các cái hợp tác xã doanh nghiệp trên địa bàn để tiếp tục là tổ chức để cấp tiếp các cái vùng còn lại để cho cái hoạt động mà cấp mã vùng đây được diễn ra là theo đúng cái quy trình. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 68 mã vùng trồng với khoảng 2.521 hectare, còn 147 vùng trồng sầu riêng với 3.500 hectare đang chờ phía Trung Quốc kiểm tra phê duyệt. Huyện Chư Mờ Ga đã có 41 hồ sơ đăng ký cấp mã vùng trồng với diện tích hơn 904 hectare của 508 hộ, trong đó sầu riêng hơn 888 hectare và vải 16 hectare, còn lại là cây trồng khác. Hiện đã có 4 mã vùng trồng đã được phía Trung Quốc cấp với diện tích trên 102 hectare và 11 hồ sơ với diện tích hơn 166 hectare đã được kiểm tra. Thưa quý vị và các bạn, để thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân cũng như xóa bỏ định kiến về giới, tập tục, thói quen có hại cho phụ nữ, trẻ em, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Crong Búc đã thành lập và duy trì hoạt động các tổ truyền thông cộng đồng. Đây là một trong những giải pháp để triển khai hiệu quả các hoạt động của dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Né, huyện Crong Búc hiện có 1.600 hội viên, trong đó hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 61%. Thực hiện dự án về bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề bức thiết đối với phụ nữ và trẻ em, hội đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương thành lập tổ truyền thông cộng đồng. Qua đó, theo dõi nắm bắt đời sống tâm tư, nguyện vọng của người dân nói chung, phụ nữ, trẻ em, gái nói riêng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, xây dựng nhân rộng các mô hình nâng cao kinh tế cho phụ nữ.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng thường xuyên truyền thông cho các chị em, đặc biệt là trong cái việc mà kế hoạch hóa gia đình. Thứ nhất, thứ hai là việc là thay đổi nếp nghĩ cách làm trong cái đồng bào dân tộc thiểu số, để các chị cũng tham gia các cái buổi tập huấn của huyện tổ chức, của tỉnh tổ chức, cũng như là các cái hội thao mà ở xã tổ chức để mà tuyên truyền cho các chị em về cái kỹ thuật và chăm sóc cây trồng vật nuôi. Bên cạnh đó thì vừa là trồng trọt, vừa là thay đổi nếp nghĩ cách làm. Do thiếu vốn kinh nghiệm trong sản xuất nên trước đây gia đình tôi khó khăn lắm. Thông qua Hội Phụ Nữ xã Chư Né, Tổ truyền thông cộng đồng, tôi đã tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, được tập huấn khoa học kỹ thuật. Sau đó tôi đã cải tạo vườn cà phê già cỗi để trồng thêm sầu riêng, chanh dây. Đến nay cũng đã có thu, cuộc sống ngày càng ổn định hơn, ba người con của tôi cũng được học hành đầy đủ. Hướng đến bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, từ năm 2022 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Krông Búc đã phối hợp với các ban ngành địa phương thành lập 18 tổ truyền thông cộng đồng. Qua tuyên truyền đã giúp các hội viên hiểu về các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, loại bỏ định kiến giới, hủ tục, thói quen lạc hậu. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện còn chủ động hỗ trợ hội viên bằng các mô hình sinh kế để phụ nữ dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức tư duy trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc. Với cái kinh phí mà được chính phủ triển khai về và tỉnh phân bổ cho huyện và sau đó phân bổ cho hội phụ nữ huyện, thì chúng tôi đã tổ chức tập huấn truyền thông rồi hỗ trợ các cái chương trình theo cái chương trình mục tiêu theo cái dự án 8 mà được phân bổ. Thì đến nay thì trên địa bàn thì có rất nhiều những mô hình, như là mô hình địa chỉ tin cậy ở các cái trường học, rồi mô hình thay đổi nếp nghĩ cách làm ở các cái thôn buôn thuộc dự án 8. Thông qua việc triển khai dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Búc đã tạo sự chuyển biến giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng giới, để phụ nữ, nhất là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, có cơ hội vươn lên, tự tin, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội.